Chào các học sinh thân mến, hôm nay chúng ta lại trở về với chủ đề trường kỳ Việt Nam tiết thứ 8, cũng là tiết cuối cùng của cái chủ đề này. Cô là Phạm Thị Thu Thảo, giáo viên trường trung học cơ sở Hồng Đức Khả. Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại một số kiến thức đã học và làm một số bài tập có liên quan đến cái chủ đề trường kỳ Việt Nam. Các em ghi cho cô tiết 8. Cảm ghi cho cô phần một lớn kiến thức, một nhỏ nhắc lại kiến thức. Thì ở phần này cô sẽ hệ thống qua cái bài với cái tên tác giả, xuất xứ, hoàn cảnh sáng tạo và thể loại, phương thức biểu đạt của tác phẩm. Có bố cục cô chỉ nói qua, các em không cần ghi lại, tại vì ở trong một văn bản chúng ta đã chia bố cục rồi. Đầu tiên đó là văn bản tôi đi học, xuất xứ đó là in trong tập Quê Mẹ, xuất bản năm 1941. Hoàn cảnh sáng tác đó là khi thẳng tác giả đi trên đường và thấy những cái em nhỏ lần đầu tiên đi học, cho nên cái cảm xúc nó trào dâng vào việc văn bản này. Thể loại đó là trường ngắn, và phương thức biểu đạt đó là từ sự xem miêu tả và biểu cảm. Các em ghi cả cái thông tin cơ bản của tác phẩm vào gửi cho cô. Văn bản thứ hai đó là Trong lòng mẹ của Nguyễn Hồng. Thì đoạn trích này á, là trích trong chương 4 của tác phẩm Những ngày thơ ấu. Và xuất xứ của nó là năm 1938, thể loại hồi ký. Và vẫn là phương thức biểu đạt từ sự xem miêu tả sang biểu cảm. Thì em ghi các cái thông tin cơ bản vào. Bộ cục của bài này sẽ gồm hai phần. Phần đầu đó là cuộc đối thoại giữa người cô và bé Hồng. Phần còn lại đó là cuộc gặp gỡ giữa bé Hồng và mẹ. Để chúng ta thấy được đó là cảm xúc của nhân vật bé Hồng ở hai cái đoạn này nó khác nhau rất là nhiều. Các em ghi vào vở cho cô. Các em đi vào phần 2 lớp luyện tập. Thì ở phần này các em chỉ ghi cho cô là cái phần trả lời thôi, còn cái phần câu hỏi thì chúng ta không cần ghi lại. Câu thứ nhất. Văn bản tôi đi học của Thanh Tịnh đó là một cái dòng hoài niệm về những cái kỷ niệm ở thơ. Và khi chúng ta học bài Trong lòng mẹ và Tôi đi học rồi thì chúng ta có thể tìm điểm khác biệt trong cái việc thể hiện cái dòng cảm xúc hoài niệm giữa hai văn bản Trong lòng mẹ và Tôi đi học hay không. Thì chúng ta có thể hệ thống ở đây, các em ghi vào. Thứ nhất, bài Tôi đi học thì đó là văn bản có sự kết hợp hài hòa giữa từ sự trữ tình và miêu tả, tức là từ sự miêu tả và biểu cảm. Bố cục chặt chẽ, tự nhiên theo dòng hồi tưởng, theo trình tự đan xen giữa hiện tại và quá khứ. Ngôn ngữ thì diễn tả rất là tinh tế, giàu nhạc điệu và giàu chất thơ. Còn đối với văn bản Trong lòng mẹ của Nguyễn Hồng, thì văn bản lại thể hiện cái phong cách viết văn của Nguyễn Hồng trong cái thể loại đó là hồi ký. Rất là đậm chất trữ tình, lời văn tự nhiên chân thành, giàu sức thuyết phục, truyền cảm. Và thể hiện những cái suy nghĩ nội tâm, dòng cảm xúc của nhân vật tôi rất là lớn khi mà nghĩ đến mẹ mình. Đó chính là cái sự khác nhau giữa cái dòng cảm xúc hoài niệm của Thanh Tịnh và Nguyên Học. Các em ghi đánh dấu sao cho cô đơn giản thôi, đó là cái sự khác biệt trong dòng cảm xúc hoài niệm giữa hai văn bản, thì chúng ta ghi vào những cái ý chính. Bài tập thứ hai đó là bài tập 1 sách giáo khoa trang 26. Thì bài này là phân tích cả cách trình bày ý trong đoạn trích. Và phần này thì cô đã ra về nhà rồi, các bạn có thể không ghi và chỉ xem lại và sửa chữa vào vở. Còn những bạn mà chưa làm thì có thể ghi phần trả lời vào. Câu A. Tôi vội ra khoang trước nhìn, xa xa từ vệt rừng đen, chim cất cánh tua tủa bay lên, giống hệt đàn tiễn từ lòng đất chui ra. Bò li ti đen ngòm lên da trời. Càng đến gần, những đàn chim đen bay kín trời,
Cuộn theo sau những luồng gió bút làm tôi rội lên hoa cả mắt. Mỗi lúc tôi càng nghe rõ tiếng chim kêu náo động như tiếng sóc những rổ tiền đồng. Chim đầu chen nhau trắng xóa trên những đầu cây mắm, cây chà là, cây vẹt rùng trùi gần hết lá. Công cọc đứng trong tổ vương cảnh như tường, những người phụ nữ bằng đồng đen đang vươn tay múa. Chim già đẩy đầu hỏi như những ông thầy tu mặc áo xám, trầm tư rụt cổ nhìn xuống chân. Nhiều con chim là to như con ngỗng đầu trên quanh nhánh cây. Chim tập trung về đây nhiều không nổi được. Chúng đầu và làm tổ thấp lắm, đứng dưới gốc cây có thể thò tay lên tổ nhặt trứng một cách dễ dàng. Xa xa thấp thoảng có người quậy giỏ, cầm xảo trúc để bắt chim, có bồ dễ hướng bắt gà trong chuồng. Tiếng chim kêu vang đồng bên tai, nói chuyện không nghe nhau được nữa. Thuyền chúng tôi tiếp tục chèo, đi tới 3.000 thước rồi mà vẫn thấy chim đầu trắng xóa, những cành cây giá sạc ra sông. Sẽ tìm hiểu cái phần trả lời đó là, thứ nhất là chúng ta thấy được là cái văn bản này nó miêu tả theo trình từ không gian. Thứ nhất đó là nó giới thiệu cái đàn chim từ xa đến gần. Thứ hai đó là miêu tả cái đàn chim bằng những cái gì quan sát mắt thấy tai nghe. Và thứ ba đó là nó xen miêu tả và cảm xúc và những liên tưởng so sánh của tác giả. Và chúng ta thấy được trình từ ấn tượng về đàn chim đó là từ xa đến gần. Cảnh có thể chốt lại cái câu trả lời này vào vở. Câu B. Vẻ đẹp của Ba Vì điện ảo là lùng từng mùa trong năm, từng giờ trong ngày, thời tiết thanh tịnh, trời trong trẻo, ngồi phóng tầm mắt qua những thung lũng xanh biếc. Ba Vì hiền lên như hò ngọc bích, về chiều sương mù tỏa biếc. Ba Vì nổi bồng bềnh như vì thần bất tử ngự trên sóng. Những đám mây nhuộm màu biển hóa muôn hình, nghiên dàng tựa như nhà ảo thuật có phép tạo ra một chân trời rực rỡ. Khi vầng sáng nắng quạt khép lại dần, trăng vàng mịn như một nốt nhạc bay lên bầu trời, ru ngủ muôn đời thần thoại. Trích trống Vời Vời Ba Vì của Võ Văn Trực. Thì chúng ta có thể thấy được, cảm thấy rất rõ cái đoạn trích này nó sẽ miêu tả theo trình từ không gian. Nếu mà chúng ta phân tích theo không gian hàng thì cái đoạn văn này miêu tả trực tiếp núi Ba Vì. Còn nếu mà chúng ta xét theo cái không gian rộng thì đoạn văn đã miêu tả Ba Vì trong một mối quan hệ hài hòa với các cái sự vật xung quanh nó. Kém chốt ý vào vợ cho cô. Câu C. Chúng ta đọc đoạn văn và xem thử trình từ miêu tả như thế nào. Lịch sử thường sẵn những trang đau thương mà hiếm những trang vui vẻ. Bậc anh hùng hay gặp bước gian nguy, kẻ trung nghĩa thường lâm cảnh khốn đốn. Những khi ấy, trí tưởng tượng dân chúng tìm cách chữa lại sự thật để khỏi phải công nhận những tình thế đáng ưu uất. Ta thử lấy trường Hai Bà Trưng mà xét. Tuy trong lịch sử đã có chép rõ ràng Hai Bà phải tư vấn sau khi đã thất trần, nhưng ngay ở làng đồng nhân nơi thờ Hai Bà vẫn chép rằng Hai Bà đều hóa đi chứ không phải tự trần. Đối với các nữ tướng của Hai Bà cũng vậy, ta chỉ thấy các vị anh hùng đó hóa lên trời. Nghe truyền Phu Động Thiên Vương, tôi tưởng tượng đến một trang nam nhi, sức vóc khác người với tâm hồn chất phác và giản dị như tâm hồn người thuở xưa. Tráng sĩ ấy gặp lúc nước nhà lâm nguy đã xông pha ra trận, đem sức khỏe mà đánh tan giặc, nhưng bị thương nặng. Vì thế, người trai làng Phu Động vẫn còn ăn một bữa cơm. Chỗ ấy nay lập đền thờ ở làng Xuân Tạo, rồi nhảy xuống hồ tay tắm, xong mới ôm vết thương lên ngựa tìm một rừng cây âm u nào, ngồi dựa một gốc cây to, giấu kín nỗi đau đớn của mình mà chết. Bài này là trích trong cái sức sống của dân Việt Nam trong ca dao và cổ tích của Nguyễn Đình Thi. Lời bình nó rất là hay. Các em có thể thấy được là cái câu C này nó là đang bàn về mối quan hệ giữa sự thật, lịch sử và trường thuyết.
cách lý giải của nó đậm màu sắc huyền thoại và dân gian về những đoàn kết bí tráng của một số anh hùng dân tộc được nhân dân ta tôn vinh và ngưỡng mộ, thì chúng ta thấy được luận cứ về lời bàn trên. Và chúng ta thấy là người ta phát triển lời bàn bằng những cái luận chứng rất là cụ thể, dẫn chứng rất là thuyết phục. Thì các em có thể ghi ngắn gọn hai cái dấu gạch ngang đó thôi. Bài tiếp theo đó là bài tập 2, sách giáo khoa trang 27 thì chúng ta cũng làm rồi. Và chúng ta chỉ xem lại, đó là người ta muốn mình trình bày về lòng thương mẹ của bé Hồng ở trong đoạn trích trong lòng mẹ. Thì chúng ta sẽ thấy, chúng ta trả lời đó là trong cái đoạn trích trong lòng mẹ thì người ta lần lượt trình bày theo trình tự cảm xúc, thái độ, tâm trạng của bé Hồng khi nhắc đến mẹ, khi gặp mẹ và khi được ngồi trên xe bên cạnh mẹ. Đó là có ba cung bậc cảm xúc rõ ràng. Và chúng ta trình bày vào cho cô. Thì chúng ta có thể hệ thống lại. Đó là cảm xúc của bé Hồng. Lúc đầu là tưởng đến vẻ mặt hiền từ của người mẹ, rất là nhớ mẹ. Thứ hai đó là thương yêu kính mẹ mẹ. Thứ ba đó là cấm dừng những cái cổ tục đã đầy đọa mẹ. Và thứ tư, nhớ mẹ, khao khát được gặp mẹ. Và khi được gặp mẹ rồi thì cảm thấy sung sướng hạnh phúc khi được ngồi bên mẹ. Đó chính là cái tình yêu thương của bé Hồng dành cho mẹ. Thì phần này các em đã làm rồi cho nên cố lược qua rất nhanh. Câu thứ tư thì chúng ta chỉ cần nghe và ghi những cái câu trả lời vào thôi, chứ chúng ta không ghi văn bản, chúng ta theo dõi cho cô. Đọc đoạn trích sau rồi trả lời câu hỏi. Trong chiếc áo vải dù đen, tôi cảm thấy mình trang trọng và đứng đắn. Dọc đường thấy mấy cầu trạc bằng tuổi tôi, áo quần tươm tích, nhí nhảnh ngồi tên nhau hay trao sách vở cho nhau xem mà tôi thèm. Hai quyển vở mới đang ở trên tay tôi đã bắt đầu thấy nặng. Tôi bầm tay ghi thật chặt, nhưng một quyển vở cũng xịt ra và chân đầu chụi xuống đất. Tôi xốc lên và nắm lại cẩn thận. Mấy cầu đi trước ôm sách vở nhiều, lại kèm cả bụng thước nữa, nhưng mấy cầu không để lộ vẻ khó khăn gì hết. Trích Tôi đi học của Thanh Tình. Bây giờ câu thứ nhất đó là đoàn văn trên kể về nhân vật nào, trong hoàn cảnh như thế nào. Câu B, nêu nội dung của đoàn văn. Câu C, phương thức biểu đạt chính của đoàn văn là gì? Chúng ta thấy này, phương thức biểu đạt chính thì chúng ta chỉ có chọn một thôi. Và trong mỗi đoàn nó sẽ có một cái phương thức chính là gì? Và vì sao em xác định được như vậy? Câu D, chỉ ra những yếu tố miêu tả và biểu cảm trong đoàn văn. Thì chúng ta để ý nhé. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt trả lời các cái câu hỏi này. Thứ nhất, đoàn văn trên viết về nhân vật tôi và những người học sinh lần đầu tiên đi đến trường. Và trong hoàn cảnh nào? Trong hoàn cảnh đó là khi mẹ dắt tay nhân vật tôi khi đến trên đường đến trường. Các em có thể ghi ngắn gọn cho cô thôi. Câu B, nội dung của đoàn văn đó là kể về việc nhân vật tôi và những vị học sinh mới đến trường trong buổi từ trường đầu tiên và tâm trạng háo hức, hồi hộp, hơi lúng túng và rất cố gắng của các em. Vậy thì chúng ta sẽ thấy này, đoàn văn nó kể về, tức là phương thức biểu đạt chính đó là từ sự, vì đoàn văn chủ yếu là kể về sự việc. Trong cả bài thì chúng ta khẳng định đó là phương thức biểu đạt là từ sự xen với miêu tả về biểu cảm, nhưng trong đoàn văn này thì cái phương thức biểu đạt chính đó là từ từ. Câu D thì các em có thể chỉ ra các cái yếu tố miêu tả và biểu cảm ở trong đoạn văn. Yếu tố miêu tả thì chúng ta thấy đó là cái chi tiết, chiếc áo vải dù đen, hay là trạc bằng tuổi tôi, áo quần tươm tích, nhí nhảnh gọi tên, bầm tay ghi thật chặt, xịt ra và chân đầu chụi xuống đất, ôm sách vở nhiều là kèm cả một thước nữa. Tất cả những cái đó là yếu tố miêu tả. Yếu tố biểu cảm thì chúng ta có thể thấy nhân vật tôi cảm thấy mình trang trọng và đứng đắn, tôi thèm, hay là không để lộ vẻ khó khăn gì hết. Những
cái này chính là cái câu trả lời và chúng ta có thể biết là làm quen với phần đọc hiểu này qua những cái đề thi thì chúng ta thấy được những cái câu trả lời của những cái phần đọc hiểu thì thường ngắn gọn và đi vào trọng tâm của vấn đề. Vừa rồi thì chúng ta làm một số bài tập trắc nghiệm lại cái kiến thức của chúng ta cũng như là chúng ta học cái tiết cuối của chủ đề. Thì cô hy vọng là các em nắm được cái chủ đề trường kỳ Việt Nam qua hai văn bản rất là hay và xúc động là bài Tôi đi học và Trong lòng mẹ. Thì thứ nhất đó là các em xem lại vở mình đã ghi đầy đủ bài chưa và ghi bài vào vở. Thứ hai đó là soạn bài trường từ vựng để chúng ta học trong vòng tiết sau. Và cô hướng dẫn đó là tiết sau chúng ta sẽ học Google Meet trực tiếp. Cho nên là các bạn nhớ tải cái phần mềm cũng như là đăng nhập vào các lớp để tiện cái việc trao đổi kiến thức hơn. Chúc các em học tập thật tốt.